Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì hiện tại thì Được đang có mặt ở quê nhà của Được. Hôm nay thì nhân dịp cái có một cái đám cưới của thằng em của Được, đó là em Giàu. Thì hôm nay Được có về quê để dự cái đám cưới. Được cũng chia sẻ đến cô chú anh chị mình cùng xem luôn. Quê của Được ở Hậu Giang, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Nó xuống đây rồi. Chào cả nhà em. Bộ bộ đi. Đây cũng về đây Ní Thanh. Ở quê Được có 2 ngày cả nhà. Hôm nay là ngày ấm họ, ngày mai là ngày để ăn. Thì hôm nay nhóm họ thì tất cả cô chú dòng họ anh chị mình xúm lại để mình làm cái chuẩn bị đồ ăn á, chuẩn bị đồ ăn để mình ngày mai mình đãi khách. Hello anh hai ơi. Lâu lắm mới gặp anh hai lại. Dạ, còn đặt là lộp không anh hai, bữa nào đi thăm lộp bữa nha. À anh nghĩ hả? Nghĩ đặt hả? Ờ nghĩ. Dạ. Không bạn nghĩ. Dạ. Nước rút quá hả? Ờ. Anh hai đang làm gì đó? Dạ, anh đang nấu đồ cháo cho bà con ăn nè. Dạ. Đây mấy con heo hồi sáng nó mằn hết rồi. Được xuống thì trễ quá. Hello mấy nấy ơi. Chào cả nhà mấy nấy ơi. Chào cả nhà. Nó quay quay tốt. Dạ. Đây Dốt, Dốt đang làm gì đó Dốt ơi? Đang nấu ăn. Con thịt. Con thịt á, con thịt đang hồi mình để cắt. Hello. Con thịt lát cho Được mới ăn cơm. Ở đây thì nhà mình đang có chuẩn bị mấy cái món đồ dân dã miền Tây mình nè. Bông điên điển nè cả nhà. Bông sữa đũa nữa. Đây bông sữa đũa rất là lớn luôn. Ừ. Đây để xuống đây thử em giờ đang làm gì đây. Ê cô dâu, hello cô dâu ơi. Em nấu cơm. Em đang nấu cơm nè. Đây vào đây. Đang làm gì vào? Nhân vật chính của ngày hôm nay. Sáng giờ là đi chợ làm gì? Mua đồ, mua vịt gà chưa? Đấy không có đã vịt gà, đã heo bò cá giàu với trời. Cảm nhận hôm nay như thế nào? Hôm nay rất là chi là vui. Rất chi là vui hả? Rồi sáng giờ làm được gì rồi đi? Mặn mật mà không rửa được đâu, đứt cuốn à. Đứt cuốn hả? Không 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 đứt cuốn. Mẹ ơi. Để con làm tiếp cho. Hướng đi mần tiếp con. Cái nào chưa làm út nè. Chưa làm đâu. Cậu chứ là ai ngồi đây. Cái này. Này ngồi phải không? Mọi người ơi, về quê ăn đám cưới rồi mọi người ơi. Chưa về. Xe con xe vào được 2 chiếc rồi đó, còn cái thứ 1 chiếc nữa. Xe ID mà chạy xe được xe. Chạy không ơi. Long Mỹ à. Bây giờ mình giờ vô mình ăn sáng. Và nhà mình đang ăn rất là vui. Đúng rồi, chú ghế phải làm cực lực vô, chùi nồi đồ vô lẹ lên. Thôi lặn xong luôn. Lặn xong luôn hả? Hôm nay là ngày vui của em nên là phải cực lực vô nha. Được. Chú ghế là phay luôn nha. Phay luôn. Phay luôn. Vẽ tùm dữ ra. Nó làm gì đó rồi. Em đang chuẩn bị khăn lau chén nè mọi người. Có làm lại không nữa. Chị giờ tính trước hả? Ờ. Nó
giờ nó có một mình à, mà vài bữa nữa người ta làm lại tới hai người lần. Bây giờ anh em mình gân này xuống cái mình tưới nước vô xong cái đem lên mình lau nè. Mày quá nha, nó sợ mày đi ra người ta gân. Rồi mấy cô mấy thím đang làm gì đó. Bởi vậy mà anh hồn cho nó thấy ghê không? Dạ. Bớt cù lao. Là thịt này mình để mai mình làm cù lao nha. À mình nấu cù lao mình để vô ăn cho nó đỡ ngán. Dạ. Bê chí nó đỡ ngán. Mình có ăn cái kéo sẽ không hồi quá dạ. Bữa nay đám cưới của cháu ngoại vui ha. Cháu ngoại cưới vợ. Dạ. Cháu ngoại cưới vợ. Chị ba đang làm gì đó? Chiên khoai. Khoai thơm mớm hả? À để mình quấn hồn quấn cho giò ha. Kem làm từ sáng giờ đây. Khuyên có thao bơ sen hả? Thao sen này em làm hết. Ở đứng ngay góc nè. Đó. Đâu cây đâu sâu lắm á. Sợ biết lỗi luôn anh. Dữ chi sao? Lặn dưới mò lên tôm hay con mực gì ấy. Lặn dưới mò thêm con dính con mực mới hay nè. Đây đây mấy con cá hồi nãy mà ảnh bơi dưới sông lội lên rồi cả nhà. Mới bắt lên nãy. Nếu mà ba người mà mò đâu sao cá có gì. Ký 100 mấy. Ê ê ê đưa. Đưa anh mời nha. Cây thôi. Cá chép này mình làm gì đây má ní? Nấu lẩu cơm mẹ à. Nấu lẩu cơm mẹ hả? Ừ. Cá chép giòn ha. Chép giòn. Xương nó nóng luôn. Không xương này mềm rụp à. Nó giòn. Chà bỏ thùng nước đá. Chừng nào mình ăn nấu không? Nấu thịt nè. Chưa lên bắt cái đi bắt. Lên ăn cơm đi Út. Nãy mấy này mặn quá trời luôn, giờ này mới xong. Giờ này má ní chặt nữa là xong rồi. Xương nó là xong rồi nè. Dạ. Mày có mười mấy con hả má? Mấy 20 con. Không biết nhiều lắm á. Dạ. Con một mấy con à? Con 2 kg, kia ngoài 2 kg. Mấy ní chặt xong lên ăn cơm nha. Ừ. Con lên trước ạ. À. À, giờ giờ đây mình ăn cơm chiều cái nữa cả nhà. Hôm nay để cái mình nấu, mấy ní nấu là giò heo. Cái gì lại tao chở xào với giò heo. Tối nay là cái đêm vui nhất của ngày nhóm họ nha. Thì chút xíu được xin mời cô chú anh chị mình cùng theo dõi vào tối đêm nay. Những chàng miền Tây lên quẩy. Tối đêm nay giờ ăn sáng ngày mai. Dạ, tối đêm nay mà ăn sáng ngày mai ha. Okay, ba vô. Trời dữ ra, chú ghê dữ à. Mỗi uống mỗi nay mỗi giật bữa nay cho đẩy dảnh mỏ luôn nè. Sao mà xử được? Người có tao mời nó nhậu.
chiều nay là nhóm họ thì được chút xíu được sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị mình cùng xem là cái ngày nhóm họ ở dưới miền Tây mình như thế nào nha. Được đang đứng ngay trước cô gặp mình đây. Trang trí rất là đẹp. Chiều nay thì các anh chị em đang chuẩn bị đồ chút xíu xuống đây quẩy nha cả nhà. Đó, nhạc lên kìa. Trong thời gian đợi bạn mình lại cả nhà thì giờ mình vô trong đây mình làm quen với mấy cái anh ở quê ở Phan Rang nha cả nhà ơi. Mấy anh này thì bên vợ của em giàu. Anh là anh ruột của Kiều là cô dâu, anh ruột của cô dâu nha. Đây là anh hai, đây là anh năm, còn đây anh tư. Đây là năm báo. Năm báo. Tự đặt biệt danh luôn nha. Rồi nhà mình 1, 2, 3 vô. Lợi ngồi ngó. Vui vô. Giờ thì cũng là 7 giờ tối rồi cả nhà. Thì để được quay cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Rất là đông nha cô chú anh chị. Đây mình vô bàn của mình đi. Vô mình vô đây vô nào. Rót vô. Buổi sáng hôm nay thì được xin giới thiệu cô chú anh chị luôn màn đang chuẩn bị buổi sáng để mình đãi khách nha. Sáng hôm nay là đãi khách. Thì sáng sớm thì mấy cô chú đang chuẩn bị đồ để chút xíu mình đãi khách á. Cắt chả mà đi. Cắt chả. Chả hôm qua quá. Chả qua mình gói. Mà thử miếng. Thử ngon. Dạ.
tối đang chạy bàn chạy mệt quá trời mệt không ăn gì sáng đêm nay về Úc gì đa với mẹ có ngủ đâu dạ. Quá trời quá trời giả đó giả mình đi ông ôm đụng tao ngủ giống luôn ngủ giống luôn hả chứ không chỗ nào ngủ sang tiếng luôn à, ngó sen ngó sen làm dưa con này là mực để mình xào cá này là cái chép hôm qua mình làm đúng không yeah. Cái chép nhúng mẻ đây đây chú ghế đây cả nhà ơi ờ, chú ghế quá, quá đẹp trai rồi tới quá, tới luôn không à mà tới được ghê hả dữ hả mạnh dữ như sao đô đô bất tử mạnh dữ như sao con đi lên đằng đó ừ cha qua đó thì chắc là đây luôn à, cái tiếp đó thì cho hai cháu nó làm lễ với ông bà hiển tiền sáng bên này bà tám bên này bà tám bên này chưa ở bên này nữa đi rồi cả nhà ơi, bye bye tạm biệt cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo nha. Chứ bữa nay quá trời quá mệt rồi cả nhà ơi.